Chào các bạn ha, mình là Akile đây ha. Mình quay lại và giải quyết một bài toán trong cái đề thi học sinh giỏi của Quảng Nam năm 2023-2024. Ở đây mình thấy cái bài toán này khá thú vị ở chỗ là mình sẽ sử dụng các cái công cụ giải tích để mình xử lý, và xử lý nó khá là nhẹ nhàng. Thì đây là cái bài toán ha. Cái hàm số chúng ta có rất nhiều cái giả thiết khác nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta đặc biệt chú ý đến cái phương trình hàm này ha. Thì chúng ta giải cái phương trình hàm xong, tất nhiên phải sử dụng các cái giả thiết gọi là Gauri ha, thì chúng ta mới giải được cái phương trình hàm này. Rồi từ đó chúng ta xác định được cái hàm F, rồi chúng ta tính toán thôi, toán cơ bản. Thì trước đây mình cũng đã giải một cái bài toán tương tự như vậy, tương tự về mặt ý tưởng, các bạn có thể tham khảo ha. Đây nè, đề của Sở Hạ tỉnh lần 3 năm 2021 nè, cái bài tương tự nè, mình cũng sử dụng ý tưởng về đạo hàm nè để mình tìm ra cái hàm số ha. Rồi đây mình cũng dùng cái ý tưởng đạo hàm ha, thì mình sẽ lần lượt sử dụng đạo hàm một cách linh hoạt. Linh hoạt ở chỗ mỗi cái biến trong đây mình sẽ lần lượt là cố định nó, rồi sau đó lại xem xét nó như biến thay đổi bình thường, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái phương trình vi phân. Từ đó chúng ta giải phương trình vi phân, chúng ta tìm ra được hàm số ha. Tất nhiên có thể tiếp cận để xử lý cái điều này bằng một cách đơn giản, sử dụng công cụ phương trình hàm thông thường, không sử dụng đạo hàm hay không thì mình không chắc lắm ha. Nhưng ở đây mình thử sử dụng công cụ đạo hàm để xử lý ha. Và việc sử dụng công cụ đạo hàm cũng khá tự nhiên. Ở đây người ta cho hàm F có đạo hàm liên tục trên cái khoảng không vô cùng này. Thì chúng ta trước hết chúng ta lấy B cố định này. Lấy B bất kỳ thuộc khoảng không vô cùng và cố định đó. Ta có. Từ cái đẳng thức này, chúng ta đạo hàm hai vế nè. Ta coi như này là sao đi ha. Ta có thể viết lại ha, sao chứ này FA cộng B bằng FA cộng FB cộng cho hai lần căn 2FA nhân FB. Điều này đúng với mọi A, B, dương. Chúng ta dễ dàng thấy được rằng là có cái hàm số có dạng là f(x) bằng x bình hoặc là f(x) bằng k nhân x bình với k dương, nó sẽ thỏa mãn phương trình hàm này ha. Rồi lúc đó chúng ta sẽ tiến hành đạo hàm hai vế nè, đạo hàm hai vế sau nè. Và chúng ta cần lưu ý rằng chúng ta đang xem xét b như là hằng số ha, thì đạo hàm được với trái nè, đạo hàm của hàm này tại a cộng b nè bằng đạo hàm của f tại a nè. Nhớ rằng lúc này ta nhớ là FB là hằng nè, do đó đạo hàm bằng không nè thì cộng cho hai lần căn bậc 2 của FB nè, đạo hàm của căn bậc 2 F tại A đó, thì nó chính là đạo hàm của F tại A nè trên cho hai lần căn bậc 2 của FA. Chúng ta có thể gọn ha, biến động một chút xíu hay nhớ là điều này đúng với mọi a dương nè, rồi đạo hàm của f tại a cộng b bằng, chúng ta thu gọn ha, căn bậc 2 của f tại a cộng với căn bậc 2 của f tại b trên cho căn bậc 2 của f tại a nhân cho đạo hàm của f tại a. Nhớ là điều này đúng với mọi a dương, và đồng thời nhớ rằng ở đây chúng ta lấy B bất kỳ, do đó nó vẫn đúng với mọi B dương luôn ha. Chúng ta làm rất là linh hoạt. B chúng ta lấy là số thực dương bất kỳ, cố định nó. Sau đó chúng ta lấy lúc này là cho B thoải mái ha, không còn xem nó như là hằng số. Rồi chúng ta chú ý rằng với trái á, thì chúng ta thấy nó đối xứng đối với AB ha, là thay đổi vai trò AB thì vế trái không đổi, thì vế phải cũng phải có tính chất như vậy ha. Thì hoặc là chúng ta làm cái điều tương tự là chúng ta đạo hàm hai vế, khi chúng ta cố định A ha, thì chúng ta cũng sẽ có một cái kết quả nữa từ đây ha.
thay đổi vai trò của A và B. Ta có. Coi như là số 1. Ta có điều thứ hai, đạo hàm của F tại A, B cộng A, hay là đạo hàm cũng chính là đạo hàm của F tại A cộng B thì bằng căn bậc 2 của FB cộng căn bậc 2 của FA chia căn bậc 2 của FB ha. Viết lại luôn đi, căn bậc của FA cộng căn bậc 2 của FB trên cho căn bậc 2 của FB nha. Nhân cho đạo hàm của F tại B. Điều này đúng với mọi A, B, dương. Ta xem này là điểm số 2. Từ 1 và 2 ha, ta chia vế theo vế nè, hoặc là người ta thấy hai vế phải này bằng nhau này, ta rút gọn căn bậc 2A cộng căn bậc 2B nè, chúng ta sẽ suy ra 1 và 2. Ta sẽ suy ra được đạo hàm của F tại A trên cho căn bậc 2 của F tại A bằng căn bậc bằng bằng đạo hàm của F tại B trên cho căn bậc 2 của F tại B. Với mọi A, B, U. Được ha. Thì chúng ta chú ý là nhìn vào hai cái vế phải của 1 và 2 nè bằng nhau nè, hai vế trái bằng nhau nè, rồi giãn ước căn bậc 2A cộng căn 2B, ta đó có được điểm bên dưới. Như vậy chúng ta sẽ có đạo hàm của F tại X trên căn bậc 2 của F tại X thì nó sẽ không đổi, tức là hàng số ha. Hai giá trị khác nhau, giá trị tại đó bằng nhau, hai giá trị bất kỳ luôn ha. Suy ra đạo hàm của F tại X trên cho căn bậc 2, hai lần căn bậc 2 luôn gián tiện tại x thì bằng sần số với mọi x dương ha, với c lần số. Chúng ta có thể sửa thành d cho nó tiện đi ha, để c hồi nó hơi phiền chút. Chúng ta lấy nguyên hàm hai vế để tìm f ha, suy ra nguyên hàm của f phải x dx trên cho hai lần căn bậc hai của x. Thật ra mình bổ sung thêm cái hằng con số 2 ở dưới mẫu để cho nó gọn thôi. Nguyên hàm của d dx. Thì vế trái chính là vi phân của căn vi phân của gì f nè, vi phân của f trên 2 là căn bậc 2 f, nói chung là cái phải là vế trái với nguyên hàm sau là căn bậc 2 của f x nè. Cộng c, bỏ c thôi, bằng d cộng c. Tồn tại một con cd sao cho điều này đúng với mọi mọi dương ha. Chúng ta tiến hành tìm c và d thôi. Ta dùng cái thông tin f tại 2 cộng f tại 1 bằng 10 nè. Fx bằng dx cộng c tất cả bình phương với mọi dương. Khác chúng ta có thì f tại 2 f tại 1 cộng f tại 2 bằng 10 thôi. Và có một cái đẳng thức tích phân ha. Tích phân từ 0 từ 2 đến 4 x nhân f bằng 2 2 4 trên 3. Nên chúng ta có cái hệ phương trình sau. Thật ra chúng ta có thể thay vào trong cái phương trình để chúng ta tìm ra cái thông tin về CD ha. Chúng ta khoan đi ha, chúng ta cứ ghi cái hệ phương trình này trước để tính tiếp. D cộng C tất cả bình phương nè. Rồi cộng cho 2D cộng C tất cả bình phương nè, bằng 10 nè. Tại vì cái hệ này nó hơi nhìn có vẻ nó khá là nặng nề ha. Rồi tích phân từ 2 đến 4 nè. X này nhân cho 2 lần
dx cộng c là nhân cho d này, chả phải không? Dx bằng 2 2 4 phần 3. Ta giải hệ trình này để tìm CD ha. Chúng ta thử thay lại vào phương trình hàm xem chúng ta có thể tìm các thông tin về CD hay không ha. Đây vào đây. Từ đây chúng ta giải cái hệ phương trình để tìm CD thì nó hơi hơi phiền phức ha. Nó hơi cồng kềnh được chút xíu. Tuy nhiên chúng ta có thể sử dụng lại cái phương trình hàm để chúng ta tìm các cái thông tin giữa C và D. Ít nhất chúng ta có thể tìm ra C hoặc D, hoặc là một cái mối liên hệ giữa C và D, nó đơn giản hơn ha. Rồi. Từ FA cộng B bằng FA cộng FB cộng cho 2 lần trong hai FA nhân FB với mỗi AB dương, ta có vì sao? D A cộng B, D A cộng D B cũng được, D cộng C tất cả bình phương bằng D A cộng C bằng cả bình phương cộng cho D B cộng C tất cả bình phương cho 2 lần, nhớ là căn bậc 2 của Fx thì bằng D cộng C ha, 2 lần DA cộng C nhân cho DB cộng C một trong một ha. Điều này đúng với mọi AB dương. Chúng ta có thể đồng nhất hệ số tự do ha, cái hệ số mà nó không có chứa A và B đó, thì chúng ta sẽ suy ra được là C bình phương nè bằng 4C bình phương nè, suy ra C bằng 0 ha. Và chúng ta có thể kiểm tra với C bằng 0 thì cái đẳng thức, cái điều này trở nên thành cái đẳng thức đúng ha. Chúng ta có thể thay AB bằng 0 thì thật ra nó không có đúng lắm, nhưng mà thực tế thì chúng ta có thể cho giới hạn là cho A tiến đến 0, B tiến đến 0. Từ đây chúng ta sẽ suy ra được C bình phương nè bằng 4C bình, thật ra nó tương đương luôn ha. Từ đó chúng ta dẫn đến C bằng 0. Khi C bằng 0 thì chúng ta cũng có thể chứng minh được rằng D D không âm ha, chính xác là D dương ha. Rồi cái chuyện đó để tính sau. Khi C bằng 0 thì cái hệ phương trình này nè, đặt cái hệ 1 đi, một hệ là một lên mã, thì từ hệ một lên mã chúng ta sẽ dẫn đến D bình phương nè cộng 5D bình phương bằng 10 nè. Kiểm tra lại coi, D bình phương cộng cho 5D bình ha bằng 10. Kiểm tra là có gì đó sai sai. D bình cộng 4D bình 5D bình bằng 10. 1 cộng 2 bằng 10 ha. D bình bằng 2 ha. Rồi, từ cái hệ một la mã ta dẫn đến ta có D bình phương bằng 2 này. Và cái điều bên dưới nè ha, rút D bình ra ngoài đi, nhân phân từ 2 đến 4 2x nhân cho x cộng 1 nhờ. D bằng C bằng 0 nha, 2 là x bình nha, sẽ ra là 2 lần x bình ha, d bình phương nhân 2 lần x bình còn 2 2 4 trên 3. Tính toán thử ha.
Như vậy thật ra chúng ta có sẽ có D nữa mà. Ở đây này. Suy ra D bình bằng 2 đúng không? Chúng ta thử ha. Đây là 2 phần 3 x mũ 3 nè. D cần từ 2 đến 4 nè. Cần 2 D bình nhé. 2D phương trên 3 là 4 mũ 3 trừ cho 2 mũ 3 là 2, 2, 4 phần 3 nó giải cứ con 3 ha là 2 lần đi bình là 64 ha trừ cho 8 6 phần 2, 2, 4 chia 2 ha 112 ha 56 D bình phương nhân 56 bằng 112 nha. Vậy D bình phương bằng 2 nha. Và chúng ta thật ra chúng ta có thể nhận xét D phải dương ha. Để biết này. Bằng D à, thật ra chúng ta cũng không quan tâm à, thật ra ở nhìn vào đây là căn bậc 2 của Fx bằng D này. D phải dương nè. Nhưng mà thật ra chúng ta có thể lơ đi cũng được, không cần lập luận điều đó. Fx thì bằng D bình phương nhân x, tức là Fx bằng 2x ha. 2x phương với mẫu x dương. Được ha. Nghĩa là chúng ta có thể chỉ ra D dương và D bằng căn bậc 2 của 2. Rồi có được điều này chúng ta tính toán bình thường thôi. Rồi chúng ta tính phân của mẫu f từ 2 đến 4. Phân ghép từ 2 đến 4 và phân từ 2 đến 4 2 lần x bình phương đế ha. Các bạn có thể tự tính toán được ha. À, thực ra ở đây chúng ta đã có tính toán bên trên nè à, thì nó sẽ bằng là 2, 2, 4 chia 3 chia 2 nè thì bằng 112 phần 3 nè ha. Rồi, như vậy chúng ta giải quyết xong bài này ha. Thì các bạn có thể thử xem xét ha, sử dụng tích phân từng phần để chuyển qua cái này qua y nè, cái giả thiết này chuyển thành y, rồi tính toán theo y ha. Rồi chúng ta lưu ý rằng chúng ta chỉ cần xác định f tại 2 và f tại 4, hoặc là f tại 2 và f tại 4 thì chúng ta có thể tính được cái tích phân này ha. Rồi các bạn hãy suy nghĩ tìm cách khác để giải quyết. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây.